còn một điều nữa là em với lại Nhậm có điểm chung. Chị nhớ xưa em có chia sẻ không, chị là crush đầu của em. Đúng rồi à, chị cũng là crush đầu của em luôn nha. Đúng rồi, hồi xưa là kiểu là em là cái hình tượng rớt cộng đồng anh. Rớt cộng đồng anh có biết không, tại chị rớt công cộng á, tại chị mà em bị đụng xe ngoài đường. Em thấy có cái bảng quảng cáo rồi đó, mà lúc đó em mới học lớp 10 à. Em chạy ngoài đường, em còn nhớ luôn ngay ngã tư của đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc đó phải em đang chạy em thấy con cái bảng đẹp quá, trời ơi, trời ơi, cái chị Sam, chị quảng cáo cái gì đấy không nhớ, nhưng mà đẹp quá đẹp luôn. Em cứ nhìn gì là xong phút một cái đụng xe luôn. Dạ, yeah, em nhớ hoài luôn. Không, thật và sự, cái này thật sự luôn. Thật sự, Sam là em ôm cái nỗi hận nó tới bây giờ. Còn em là rớt gì, một cái tình huống nào? Em nhìn lần đầu em thấy chị xuất hiện trên TV là nó mê rồi. À, đúng rồi. Trời ơi, thời mà kết xa. Kết xa nè chi, quá giờ rớt ế tới giờ. Em nhớ hoài luôn. Không, thật sự, cái này thật sự luôn. Thật sự, vậy ngày xưa em hay đi ngang qua đường Trần Quốc Thảo để nhìn vô trong cái shop áo của chị, có chị trong đó không đó. Đúng rồi, nhưng mà không bao giờ thấy chị. Tại chị đi cơm hàng. Em thấy mẹ chị. Đúng rồi, mẹ chị luôn luôn ở cái shop. Trời, mẹ em ngồi cách shop không có em ở đó. Qua shop mà thấy mẹ luôn. Bài ký ức trong màn đêm em nghe chưa? Ký ức trong màn đêm. Cái gì? Bài gì? Bài gì đó, bài gì? Bài ký ức trong màn đêm các em không biết à? Ồ, cái bài mà chị mặc đồ chấm bi. Do you know this song? Yeah. Oh my god. Bộ đồ chấm bi huyền thoại. Bài đấy của ca sĩ Sam đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Em nghe chưa? Dạ em. Ngày đó là không phải là ca sĩ Sam. Không, em nghĩ là chưa có cái số sao á, chị đừng có hỏi cái câu đó nữa. Không, bé không biết là đúng, bởi vì ngày xưa chưa có cái nghệ danh là Sam. Ngày xưa là bé Hà My. Bé Hà My. Chung là bé Sunai được. Không, mình phải nên trau dồi những cái kiến thức âm nhạc. Mình nghe nhiều bài hát, như vậy những bài hát rất là tốt. Nghe xong chương trình về em sẽ cày đi bài đấy. Cố lên. Bây giờ em hỏi người ca sĩ hát chưa được nè. Em hát lại một câu. Ký ức trong màn đêm. Bài đó rồi sao ta? Chị cũng qua bài hát của chị rồi. Vậy nhưng mà chị phải thể hiện cái lúc mà chị bước từ sân khấu lên á. Chị bước từ sân khấu lên. Nhớ rồi. Hai ba. Không gian lặng im, nơi đây mình anh. Cô đơn tìm em, chút hy vọng ơi. Sâu trong màn đêm, ai đang vội vã ra đi. Bỏ lại chị ơi. Anh ơi, anh bỏ bè vậy. Ký ức đó nên cất ở trong màn đêm luôn. Nên cất hẳn ở trong màn đêm luôn. Trời ơi, cái chị Sam, chị quảng cáo cái gì đấy không nhớ, nhưng mà đẹp quá đẹp luôn, em cứ nhìn. Đẹp quá đẹp luôn, em cứ nhìn. Nhìn là tao phùm một cái, đụng xe luôn. Xe luôn. Dạ. Không. Không, sợ. Bạn chết, để Halloween thôi. Đón xem Sang Đấu Ca Từ mùa năm được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 21:30 trên kênh YouTube Điền Quân Entertainment Giải trí, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2020.